tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô, nên đời nhận chứng ta chuyển giao tin mừng muôn nơi. Ở dưới chúng ta có thể vỗ tay theo nhịp không ạ? Ngoài biên xa xôi có những điều hiển nhiên mà tình yêu vẫn chưa hiện diện. Loan tin vui Chúa cứu độ trần gian, hy sinh thân thế con người bình an, xua tan tội lỗi nhân gian làm than. Cùng nhau bước ra đi, muôn năm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông đang chủ bông xanh tươi réo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô, nên đời nhận chứng ta chuyển giao tin mừng muôn nơi. Anh em ơi hãy cùng vang bên tâm hiên ngang trước những nẻo đường xa, phong ba thêm sắt son niềm tin. Hãy phó thác Chúa là nguồn sự sống đưa ta đi, dẫu có ngàn hiểm nguy lo chi ngày xanh vẫn ta cùng đi. Cùng nhau bước ra đi, muôn đàn xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông đang chủ bông xanh tươi réo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô, diện đời nhân chứng ta chuyển giao tin mừng muôn nơi. Cùng nhau bước ra đi, muôn dặm xa đang chờ chúng ta. Đồng lúa mênh mông đang chủ bông xanh tươi réo mới. Hành trang chúng ta mang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Kitô, diện đời nhân chứng ta chuyển giao tin mừng muôn nơi. Diện đời nhân chứng ta chuyển giao. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các bạn Linh Hoạt Viên. Và kính thưa toàn thể cộng đoàn và đặc biệt là anh chị em khuyết tật của giáo phận chúng ta thân mến, một trong những ca sĩ của giáo phận Vinh của chúng ta rất là nổi tiếng trong những thời gian vừa qua, xin được giới thiệu với toàn thể cộng đoàn có sự góp mặt của ca sĩ Thanh Hoài. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho ca sĩ Thanh Hoài. Xin mời ca sĩ Thanh Hoài. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép con Thanh Hoài xin gửi tới quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể quý cộng đoàn đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cầu bình an ạ. Và sau đây là một nhạc phẩm Thanh Hoài xin phép được gửi tới toàn thể quý vị, một ca khúc cũng rất là nổi tiếng, ca khúc được mang tên Hãy Sai Con Đi. Xin mời toàn thể quý cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe. Và mọi người thuộc ca khúc này thì có thể hát cùng tay ngoài nhé. Và xin âm nhạc lớn lên một xíu ạ.
cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay, với Chúa vào đời tình yêu hiến trao mọi người, muốn ơn phúc cao vời Ngài ban như mưa tươi rồi. Trần gian cùng Thanh Hoài nghe điệp khúc nhé. Tiếp tục một bài nữa để cho tất cả anh chị em của chúng ta được thưởng thức tiếp dòng ca của chị. Xin mời. Dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Và sau đây thì Thanh Hoài xin được gửi tới toàn thể quý vị chúng ta cùng một ca khúc Tạ ơn Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Túy Đỏ. Và ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta hiện diện nơi đây cũng là một hồng ân của Thiên Chúa ban, đúng không ạ? Mặc dù tuy rằng mỗi người chúng ta một hoàn cảnh, nhưng mà ai trong chúng ta cũng phải gánh một cây thập giá mà Chúa trao ban cho. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì sự hiện diện. Thanh Hoài xin gửi đến toàn thể quý vị ca khúc Tạ ơn Chúa. Con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn, con dâng thiết tha, dẫu tháng năm phai nhòa vì tình yêu Chúa cũng chẳng phôi phai. Nhìn lại cuộc đời con, bàn tay Chúa ôm vỗ về, và con biết đó là ân huệ Ngài hằng thương yêu. Bơ cánh tay con mọi người đâu ạ? Xin tình yêu bao la của Chúa tràn trên cuộc đời. Hãy
Công đoàn hãy vỗ tay thật to lên để cùng với các em ở phía trên cùng với ca sĩ Thanh Hoài chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con ca vang danh Chúa khi thành công hay khi khổ đau, Chúa vẫn luôn an bài cuộc đời con mãi là khúc tri ân. Con ca vang khúc hát bằng tất cả bên tin trong cây, vì con biết con Chúa hằng quan phòng dìu dắt con đi. Trong cuộc đời con ta Chúa mãi muôn đời. Dạ vâng, tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn toàn thể cái công đoàn rất là nhiều ạ. Một tràng vào tay nữa để cảm ơn ca sĩ Thanh Hoài. Và giờ đây, kính thưa toàn thể công đoàn, chúng con trân trọng kính mời quý sơ Mến Thanh Gia Vinh tiến lên sân khấu. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các sơ trong Mến Thanh Gia Vinh. Với tác phẩm Vâng Con Đây Là Tôi Tớ. Chúc đoàn một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ, công đoàn. Rồi, xin mời âm nhạc. Xin âm nhạc. Nhạc. Và kính thưa toàn thể công đoàn, trong những giây phút chờ đợi này, con muốn một cái sự xuất hiện của một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong thời gian qua. Trước đây là giáo phận Vinh của chúng ta, nhưng bây giờ anh đã chuyển sang giáo phận Hà Tĩnh. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho ca sĩ Xuân Túi Đỏ. Xin mời Xuân Túi Đỏ. Xin mời quý sơ chúng ta cứ đứng yên như vậy. Đúng rồi, đứng yên như vậy luôn. Đúng rồi. Một màu đen. Chị, dạ. Ca sơ, xin mời Xuân Túi Đỏ. Vâng, lần đầu tiên thì cho phép con xin được kính chào Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và đặc biệt là tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất.
Vâng, và đến với ngày ngày hội của tất cả mọi người thì con xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị, và có một ca khúc rất ý nghĩa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Hùng, ca khúc mang tựa đề Cho đi là nhận lấy. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Chị cô đoàn một tràng vào tay thật lớn để cảm ơn ca sĩ Sơn Tư Đỏ đã sự hiện diện với của anh. Cánh tay của toàn thể quý vị đâu ạ? Cho đi là nhận lãnh ân ban từ trời cao, cho đi là hạnh phúc mãi mãi đong đầy tình yêu thương. Lòng nhân phát xuất từ tâm, trái tim nhân hậu đầy nhân ái. Người lãnh và người cho kết hợp tâm giao tình yêu sáng ngời. Trao ban yêu thương cho đi tất cả, tấm lòng yêu mến thiết tha. Cho đi tình yêu tuyệt vời sáng người muôn phương. Cho đi xây dựng niềm tin, thắp sáng tình yêu trao dâng con tim, dành tình thương mến giữ điều sáng trong tâm hồn. Xin cho mọi người biết sẽ chia lòng từ bi, quan tâm người nghèo khó đói rét không nhà ở lang thang, sẽ chia miếng bánh phần cơm chút vui cho họ vui sống. Hạnh phúc còn gì hơn chút tình cho đi làm sao sánh được đường. Mọi người có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, chúng ta cùng chúc mừng những diễn viên, những vũ công trên sân khấu ạ. Cho tâm hồn.
viên thì vũ công rất chi là đẹp và múa rất chi là dẻo ạ. Vâng, và để tiếp nối chương trình ngày Sơn Túi Đỏ sẽ thể hiện tiếp một ca khúc. Và ca khúc này cũng là một sáng tác của Sơn Túi Đỏ, ca khúc mang tựa đề Tự Hào Là Người Công Giáo. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Ca khúc này sôi động cho nên Sơn muốn nhiều hơn những cánh tay chúng ta sẽ hòa theo vũ khúc nhé. Xin mời linh hoạt viên chúng ta sẽ tiến lên sân khấu và chúng ta cùng nhảy. Khi con làm dấu thanh, ngước mắt lên cao con luôn tự hào. Tự sự niềm tin phó dâng cuộc đời mình bỏ trong tay Chúa. Khi con gặp khó nguy trong đời này, có Chúa cùng bước đi bên con, ngại chi vì Chúa luôn đồng hành với con. Tự hào là người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa gặp cửa được trong cánh tay Ngài, con quên hết đáng lo ưu hoài vì nơi con có Chúa. Âu lo muộn phiền, con đem bình an Chúa cho mọi người cùng nhận biết Chúa. Tay con dù bước ai ngã xa và môi con cùng tán dương danh Ngài luôn mãi, có Chúa con tự hào biết bao. Tự hào là người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa gặp cửa đường trong cánh tay quên hết đáng lo ưu hoài vì đây con có Chúa. Tự hào là người công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nương trời. Quý vị ơi, ngước mắt lên cao con luôn tự hào, tự sự niềm tin phó dâng cuộc đời mình bỏ trong tay Chúa. Khi con gặp khó nguy trong đời này, có Chúa cùng bước đi bên con, ngại chi vì Chúa luôn đồng hành với con. Tự hào là người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa gặp cửa đường trong cánh tay Ngài, con quên hết đáng lo ưu hoài vì đây con có Chúa. Tự hào là người công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nương trời. Vâng, một tay thật lớn dành cho ca sĩ Sơn Túi Đỏ của chúng vâng, ta. Vâng, và Sơn cũng không quên cảm ơn tất cả các diễn viên của chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các diễn viên được không ạ? Vâng, một lần nữa, con xin cảm ơn Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị. Và Sơn xin kính chúc cho tất cả chúng ta dồi dào sức khỏe và bình an trong Chúa Kitô. Một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn anh. Xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa trọng kính Đức Cha, quý thầy, quý sơ và tất cả anh chị em khuyết tật thân mến. Giờ đây là một chương trình rất là đặc biệt trong ngày hôm nay. Đó là tất cả anh chị em của chúng ta sẽ có những món quà rất đặc biệt đến từ Đức Cha cũng như quý cha và toàn thể trong ban tổ chức. Vậy chúng con xin trân trọng kính mời các giáo hạt, đại diện của các giáo hạt trong các giáo xứ
Xin mời đại diện giáo sứ Dì Lễ trong giáo hạt Vàng Mai, giáo sứ Hiền Môn, giáo sứ Lộc Thủy, giáo sứ Thanh Dạ, giáo sứ Yên Hòa, giáo sứ Cử Tân, giáo sứ Tân Thanh. Xin mời quý vị tiến lên trên khu vực này ạ. Xin mời đại diện các giáo sứ cầm thẻ nhận quà. Xin mời đại diện, xin mời giáo sứ Vàng Mai, giáo hạt Vàng Mai. Chúng ta nhanh chân lên ạ. Xin mời giáo sứ Dì Lễ, Hiền Môn, Lộc Thủy, Thanh Già, Yên Hòa, Cử Tân và Tân Thanh. Xin mời quý vị tiến lên phía trên này. Người khuyết tật ạ, đại diện cho người khuyết tật ạ. Dạ vâng, đại diện cho người khuyết tật ạ. Xin đại diện của người khuyết tật ạ. Đại diện của người khuyết tật. Dạ vâng. Xin mời đại diện của những người khuyết tật tiến lên. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha cũng như quý cha trong ban tổ chức tiến ra sẽ trao các phần quà. Chúng con kính mời cha, quý cha trong ban tổ chức, mời cha Niên, mời Đức Cha. Cha Lượng, kính mời quý cha, mời cha Niên, hai cha Niên tiến lên sẽ trao các phần quà cho các em. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các em trong giáo hạt Vàng Mai. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha cũng như quý cha sẽ trao các phần quà. Xin có thể cho những cái nhạc chúc mừng âm nhạc ở dưới. Chúng con xin kính mời giáo hạt Thuần Nghĩa và giáo hạt Phủ Quỳ chuẩn bị. Âm nhạc ở dưới có thể cho những cái bài chúc mừng. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho các bạn trong giáo hạt Vàng Mai. Chúng con trân trọng cảm ơn Đức Cha cũng như toàn thể quý cha. Khi đọc tên giáo hạt nào và người đại diện thì chúng ta lên nhanh. Bởi vì sợ là chậm thời gian, cho nên xin các giáo hạt, người đại diện khi nghe liền, chúng ta lên nhận. Rồi, xin cảm ơn các em, xin mời về chỗ. Xin mời giáo hạt Thuần Nghĩa, đó là giáo sứ Hồi Nguyên, giáo sứ Cẩm Trường, giáo sứ Phú Yên và giáo sứ Yên Lưu. Xin mời. Xin những người đại diện chúng ta tiến nhanh chân ạ. Đại diện cho các giáo sứ trong giáo hạt. Và cộng thêm đó, xin mời giáo hạt Phủ Quỳ luôn. Đó là giáo sứ Cồn Cả, giáo sứ Phú Xuân, giáo sứ Vĩnh Giang và giáo sứ Xuân Lộc. Xin mời giáo hạt Thuần Nghĩa, giáo sứ Hồi Nguyên, giáo sứ Cẩm Trường, giáo sứ Phú Yên và giáo sứ Yên Lưu. Giáo sứ Phủ Quỳ, giáo hạt Phủ Quỳ, xin mời giáo sứ Cồn Cả, giáo sứ Phú Xuân, giáo sứ Vĩnh Giang và giáo sứ Xuân Lộc. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha trao những phần quà cho các em đại diện. Xin mời giáo hạt Thuần Nghĩa, các giáo sứ Hồi Nguyên, Cẩm Trường, Phú Yên và Yên Lưu. Xin mời giáo hạt Phủ Quỳ, giáo sứ Cồn Cả, giáo sứ Phú Xuân, giáo sứ Vĩnh Giang và giáo sứ Xuân Lộc. Xin một người đại diện và một người khuyết tật trong nghi đoàn của mình, của giáo sứ trong giáo hạt, chúng ta cùng dẫn người đồng anh, dẫn một người khuyết tật lên luôn để cùng nhận cái phần quà từ thầy Đức Cha cũng như ban tổ chức. Xin mời giáo hạt Phủ Quỳ, giáo sứ Đăng Cao, giáo sứ Đồng Lạc, giáo sứ Kẻ Dừa, giáo sứ Phi Lộc, giáo sứ Phúc Lộc, giáo sứ Hòa Bình, giáo sứ Hồng Phúc, Hồng Đức. Xin mời giáo hạt Kẻ Dừa, giáo sứ Đăng Cao, giáo sứ Đồng Lạc, giáo sứ Kẻ Dừa, giáo sứ Phi Lộc, giáo sứ Phúc Lộc,
Giáo sứ Hòa Bình và Giáo sứ Hồng Đức xin kính mời. Đọc tên giáo sứ nào thì xin người đại diện cùng một người khuyết tật nữa cùng tiến lên nhanh. Vì chúng ta có nhiều giáo hạt ở trong giáo phận. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha sẽ trao các phần quà cho các em. Đăng cao Đồng Lạc, Kẻ Dừa, Phi Lộc, Phúc Lộc, Hòa Bình và Hồng Đức. Giáo hạt Đông Tháp chuẩn bị. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các em giáo hạt Kẻ Dừa. Và giờ đây chúng con kính mời đại diện của các giáo xứ trong hạt Đông Tháp, giáo xứ Trung Song, giáo xứ Nghi Lộc, giáo xứ Phú Linh và giáo xứ Xuân Phong. Xin nhanh chân ạ, chúng con kính mời giáo xứ Trung Song, Nghi Lộc, Phú Linh và Xuân Phong. Xin kính mời. Xin các giáo xứ có người khuyết tật chúng ta tiến lên nhanh chân một chút ạ. Sau giáo hạt Đông Tháp là giáo hạt Bảo Nham. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha trao những phần quà cho đại diện của các giáo xứ trong hạt Đông Tháp. Xin mời giáo hạt tiếp theo luôn. Xin mời giáo hạt Bảo Nham. Xin mời các xứ giáo xứ Bảo Nham, Hội Yên, Mỹ Khánh, Ru Đất, Thanh Tân, Ngọc Long, Phú Trung và Vạn Yên. Xin kính mời. Lưu Mỹ, xin mời các giáo xứ trong giáo hạt Bảo Nham, giáo hạt Bà Sứ Bảo Nham, Hội Yên, Mỹ Khánh, Ru Đất, Thanh Tân, Ngọc Long, Phú Trung, Vạn Yên, Lưu Mỹ, xin kính mời. Rồi những giáo xứ có tên chúng ta tiến ra phía giữa lề đài. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha trao những phần quà cho đại diện các giáo xứ. Giáo xứ Quy Hầu chuẩn bị. Giáo hạt Quy Hầu xin lỗi. Giáo hạt Quy Hầu chuẩn bị. Xin mời các giáo xứ trong giáo hạt Quy Hầu, xin mời giáo xứ Đồng Kén, Hầu Trạch, Diệu Hồng và Làng Rào. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị em. Xin mời giáo hạt Quy Hầu, giáo xứ Đồng Kén, giáo xứ Hầu Trạch, giáo xứ Diệu Hồng và giáo xứ Làng Rào. Xin các thầy các sơ hướng dẫn cho những người nhận quà chúng ta tiến ra giữa lề đài đi. Sau giáo hạt Quy Hầu, xin mời giáo hạt Dừa Lãng chuẩn bị. Chúng con kính mời Đức Cha, quý cha trao những phần quà cho các bạn trong các giáo xứ của giáo hạt Quy Hầu. Ở giáo hạt Dừa Làng, các giáo xứ chuẩn bị và đọc tên giáo xứ nào. Xin mời các giáo xứ trong giáo hạt Dừa Lãng, xin mời các giáo xứ Đồng Lam, Lãng Điền, Quan Lãng và Cây Chanh. Xin kính mời. Xin kính mời đại diện của giáo xứ Đồng Lam, giáo xứ Lãng Điền, giáo xứ Quan Lãng và giáo xứ Cây Chanh. Chúng con kính mời. Sau giáo xứ Dừa Lãng là giáo hạt Bột Đà.
Xin mời giáo hạt Bột Đà. Đó là các giáo xứ Bột Đà và giáo xứ Sơn La. Đại diện xin kính mời hai giáo xứ. Xin cảm ơn các ông, các anh, các chị rất là nhiều trong giáo hạt Dừa Láng. Xin mời các giáo xứ trong giáo hạt Bột Đà, xin mời đại diện của giáo xứ Bột Đà và giáo xứ Sơn La. Giáo hạt Vạn Lộc, xin kính mời giáo xứ Bản Thạch, giáo xứ Mô Vĩnh, giáo xứ Vạn Lộc, giáo xứ Văn Thành, giáo xứ Yên Lạc. Xin kính mời đại diện các giáo xứ tiến lên. Chúng ta nghe tên xin nhanh chân ạ. Xin những người hướng dẫn giúp cho những người khuyết tật tiến lên ở giữa lễ đài. Sau giáo hạt Vạn Lộc, xin kính mời giáo hạt Nhân Hòa. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha trao những phần quà cho các em trong các xứ giáo hạt Vạn Lộc. Xin mời các đại diện trong các giáo xứ trong giáo hạt Nhân Hòa. Xin mời giáo xứ Bình Thuận, giáo xứ La Nham, giáo xứ Mẫu Lâm, giáo xứ Mỹ Yên, giáo xứ Nhân Hòa, giáo xứ Thanh Sơn, giáo xứ Xuân Kiều, giáo xứ Xuân Mỹ và giáo xứ Trại Gáo. Xin kính mời. Xin người hướng dẫn chúng ta dẫn các em tiến lên để cho nhanh gọn hơn. Xin ban truyền thông cho một vài tấm hình ạ. Sau giáo hạt Nhân Hòa, xin mời giáo hạt Xã Đoài. Xin mời các giáo xứ, đại diện các giáo xứ Bố Sơn, giáo xứ Bùi Ngòa, giáo xứ Đồng Sơn, giáo xứ Làng Nam, giáo xứ Ngọc Liễn, giáo xứ Thường Lộc, giáo xứ Trăng Nứa, giáo xứ Xã Đoài, giáo xứ Thanh Phong, giáo xứ Trung Hầu và giáo xứ Thường Thôn. Xin kính mời tiến lên. Xin cảm ơn các anh chị trong giáo hạt Nhân Hòa. Xin mời các giáo xứ trong giáo hạt Xã Đoài tiến lên. Xin Đức Cha, Quý Cha trao những phần quà cho giáo hạt Xã Đoài. Chúng ta bỏ giấy ra phía ngoài để biết được giáo xứ nào. Sau giáo hạt Xã Đoài, xin mời giáo hạt Cửa Lò. Xin mời giáo hạt Cửa Lò chuẩn bị. Xin mời giáo xứ Cửa Lò, giáo xứ Đồng Vông, giáo xứ Lập Thạch, giáo xứ Lộc Mỹ, giáo xứ Tân Lộc, giáo xứ Làng Anh, giáo xứ Đức Xuân. Xin kính mời. Rồi, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các bạn trong giáo hạt Xã Đoài. Rồi, xin mời các anh chị về chỗ. Mời giáo hạt Cửa Lò, xin mời các sứ Cửa Lò, giáo sứ Đồng Vong, giáo sứ Lập Thạch, giáo sứ Lộc Mỹ, giáo sứ Tân Lộc, giáo sứ Làng Anh và giáo họ Đức Xuân. Xin các giáo xứ chúng ta tiến ra phía giữa để lễ đài. Chúng con kính mời Đức Cha cũng như Quý Cha trao phần quà cho các giáo xứ trong giáo hạt Cửa Lò. Xin
Sau giáo hạt Cửa Lò, chúng con trân trọng kính mời các giáo xứ trong giáo hạt Cầu Rầm. Xin mời giáo xứ Cầu Rầm, giáo xứ Kẻ Gai, giáo xứ Mỹ Dù, giáo xứ Yên Đài và giáo xứ Hưng Thịnh tiến lên. Xin chân thành cảm ơn các anh chị trong giáo hạt Cửa Lò. Xin mời các đại diện của các giáo xứ trong giáo hạt Cầu Rầm, giáo xứ Cầu Rầm, giáo xứ Kẻ Gai, giáo xứ Mỹ Dù, giáo xứ Yên Đài và giáo xứ Hưng Thịnh. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha trao những phần quà cho các em. Và sau giáo hạt Cầu Rầm, xin mời đại diện các mái ấm. Và giờ đây chúng con trân trọng kính mời đại diện của các mái ấm. Xin mời mái ấm Vũ Đăng Khoa, mùng 1 tháng 5 làng Nam, Fortina 2, Betania xã Đoài, Mẹ Cancuta Tân Hương, mái ấm Thiên Ân Xuân An, mái ấm An Tôn, ba anh em ngoài tham gia phục vụ. Xin lỗi, chúng con kính mời các mái ấm Vũ Đăng Khoa, mùng 1 tháng 5, làng Nam, Fortina, Betania xã Đoài, Mẹ Cancuta Thanh Tân Hương và mái ấm Thiên Ân Xuân An và mái ấm An Tôn. Chúng con kính mời. Kính thưa tất cả quý cộng đoàn, đại diện cho các giáo xứ và mái ấm, chúng ta đã nhận những phần quà này và về chúng ta sẽ sẻ chia cho tất cả những thành viên tham dự trong ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa chúng con xin lưu ý, hôm nay đại diện cho các giáo xứ lên nhận những phần quà từ Đức Cha cũng như Quý Cha và ban tổ chức. Quý vị trở về chúng ta sẽ sẻ chia cho nhau. Những ai tham dự trong ngày hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn. Một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả. Và chương trình văn nghệ của chúng ta sẽ tiếp tục. Sau đây, giờ đây xin kính mời Quý Sơ dòng Mến Thánh Gia Vinh tiến lên sân khấu. Các sơ Mến Thánh Gia Vinh đã sẵn sàng chưa? Rồi, xin mời các sơ. Một tràng pháo tay thật lớn nhờ các sơ. Sau Mến Thánh Gia Vinh là Quý Sơ và các em trong mái ấm của dòng Bác Ái Vinh. Cộng đoàn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa dành cho Quý Sơ dòng Mến Thánh Gia Vinh. Xin mời những linh hoạt viên không được tập duyệt trước cũng có thể tham gia với các sơ. Nhờ các thầy đã trùng viện ra phía sau ở nhà cơm để chuẩn bị các phần cơm.
trẻ trong niềm vui ngày gặp gỡ hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho quý sư. Xin quý thầy đại trưởng viện và những người giúp chúng ta hỗ trợ chuyển các phần cơm ra theo các giáo hạt của các giáo xứ để cùng chia sẻ cho mọi người trong bữa ăn trưa hôm nay. Và giờ đây xin kính mời quý cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức với vũ khúc Nào Cùng Về Đây của quý sơ bác ái và các em trong mái ấm bác ái Vinh. Một tràng vỗ tay thật lớn nào. Xin thầy thông báo cho các thầy đại trùng viện chúng ta cùng chuyển cơm cho các thành viên ở trong hội trường ngày hôm nay vừa ăn vừa thưởng thức. Và chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các em mái ấm và các sơ bác ái Vinh. Xin quý sơ bế thánh giá cùng hỗ trợ để cùng chia sẻ phần cơm cho mọi người hiện diện. Xin các thầy các thơ giúp là phát 100% luôn, mỗi người mỗi hộp. Còn các thầy các sơ thì chúng ta sẽ lùi lại trong phòng ăn. Xin cảm ơn các thầy các sơ. Vì điều kiện không ngồi bàn được, cho nên ban tổ chức chúng con đã chuẩn bị phần cơm theo các hộp. Mỗi người nhận một hộp cơm, chúng ta cùng chia sẻ với nhau, vừa ăn, vừa thưởng thức, cũng như chia sẻ tình hiệp thông. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các diễn viên trên sân khấu. Xin âm nhạc. Xin các bạn linh hoạt viên chúng ta cũng phát cơm cho các em. Xin quý thầy, quý sơ, chúng ta cứ phát tận tay mỗi người một hộp. Hết thì chúng ta sẽ vào nhà cơm, chúng ta sẽ lấy phần cơm ra cho những ai chưa có. Có một số anh chị em không thể tự ăn được, thì xin quý thầy, quý sơ, chúng ta hỗ trợ cho những anh chị em không thể tự mình để ăn phần cơm của mình được thì phải đút cho phục vụ cho những người đó. Nào cùng bước bước bước
Và phần quà của Đức Cha đó là mọi người được hai ống yến xào nữa. Khi mọi người ăn xong thì chúng ta các thầy các sơ sẽ nhận cái phần yến xào, hai lọ yến xào để phát cho mọi người. Đấy. Xin cho nhạc lên cho con tí nữa. Mọi người nhận một lọ ống yến xào luôn. Xin các thầy các sơ chúng ta cùng di chuyển cơm, xong cơm thì chúng ta sẽ phát cho mọi người một ống yến xào mà Đức Cha đã dành cái phần quà cho các anh chị em khuyết tật. Những anh chị em nào không thể tự mình ăn được thì xin quý thầy, quý sơ và những người phục vụ chúng ta cùng hỗ trợ giúp đỡ cho các anh chị em đó. Xin các thầy các sơ chuyển đơn về phía ở cổng. Ở phía trái của lề đài đang còn nhiều người chưa nhận được phần cơm của mình. Xin quý thầy, quý sơ chúng ta tiến ra hai bên, phần bên phải và bên trái của lề đài để cùng phát cơm và hỗ trợ cho những người không thể tự mình ăn được. Xin quý thầy, quý sơ cùng đi các ngã, các đường, các giáo hạt để có thể hỗ trợ cho những anh chị em không thể tự mình ăn được. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các em máy ấm Kantuta. Bây giờ đây chúng con kính mời Đức Cha sẽ thánh hóa của anh cho chúng con, cho các em. Xin mời khu vực nào thiếu cơm, xin vui lòng các người điều hành chúng ta sẽ lấy cơm. Và giờ đây kính mời Đức Cha thánh hóa của anh cho chúng con. Tuy rằng là một số các bạn đã ăn rồi nhưng mà xin Chúa chúc lành. Chúng ta làm dấu kinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin chúc tất cả mọi người ăn cơm ngon miệng nhá. Vui. Để cái niềm vui.